We'd like to invite Miss Vung Lê to stay on stage and would like to present her a bouquet of flowers, a poster, a t-shirt from our children, Darren Scorser, Lauren and Lori, and Yvonne for her dedication and commitment to preserve and share the Vietnamese community to others. We know this is her last commitment for the 20th Moon Festival, and we wish her well, and we love to see her visit us next year and the following years until the 25th or the 30th anniversary as a guest. We understand her position as school board and vice president of VAC NorCal and running her own business is very busy and very stressful. Please stand up to congratulate Miss Vung Lê, a Vietnamese-American woman as a community activist who has dedicated over 25 years for the community and 20 years for the Moon Festival. We love you so much! And now we would also like to invite another honored guest, Miss Nora Campos, State Assembly of District 23. She will say a few words and present a commendation to the organizing committee. I applaud Miss Campos for wearing a beautiful black Vietnamese dress. I would like to take this minute to say a few words in Vietnamese. As you know that this is a big event. I have a mixed feelings today. The 20th year to stand up here, to see all of you here. I almost lost my voice in. Anyway, you have to give a round of applause for a young MC, even though they're unprofessional, but they really work very hard. We want to give them a round of applause, right? They're learning. This is opportunity for them to have more confidence in the future, so they're gonna step up. That's why we create this platform for all of them to be here, and especially in Independence High School. Let me say a few words in Vietnamese. And I will give back the stage to State Assembly Nora Campos. Kính thưa quý vị quan khách, quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi hân hoan chào đón tất cả quý vị trong ngày lễ hội Trung Thu hàng năm lần thứ 20 tại San Jose, một thành phố lớn chúng ta đang sinh sống. Tôi rất tự hào để nói rằng đây là lễ hội Tết Trung Thu được tổ chức lớn nhất tại miền Bắc Cali, một lễ hội được duy trì hàng năm với sự thiện nguyện tận tụy của hàng trăm tình nguyện thiện viên trong cộng đồng, cùng với sự hỗ trợ và đóng góp của các cơ quan công quyền, các doanh nghiệp tư nhân, những tổ chức bất phụ lợi và rất nhiều cá nhân là những người quan tâm đến việc trao đổi và chia sẻ nét đặc thù, cái nét văn hóa dân tộc, làm phong phú quá sự đa dạng của cộng đồng San Jose chúng ta. Tổ chức hội Tết Trung Thu nói lên sự quan tâm hàng đầu của chúng ta đối với thế hệ thanh thiếu niên, giúp cho các em có nhiều sinh hoạt và những trò chơi lành mạnh, chẳng hạn như thi đấu thể thao, thi đua năng khiếu, viết luận văn, thi vẽ, biểu diễn những nét văn hóa đặc sắc, thưởng thức những món ăn và tham dự những trò chơi giải trí. Đặc biệt chúng ta không thể bỏ lỡ cuộc rước đèn, mà tất cả các em thuộc mọi sắc dân tung tăng đi bộ quanh sân với những lồng đèn đầy đủ kiểu rực rỡ trên tay. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để tưởng nhớ đến bà của tôi. Bà là người đã luôn luôn khuyến khích tôi tiếp tục tổ chức lễ hội Trung Thu trong nhiều năm. Tiếc rằng bà đã qua đời năm 1994, ngay sau khi kết thúc lễ hội Trung Thu năm nay. Kết thúc trung hội Trung Thu năm đó, tôi thật sự xúc động. Sau khi kết thúc hội Tết Trung Thu năm đầu tiên 1992 tại trung tâm thành phố công viên Cesar Chavez Park, hai cô bé khoảng 11-12 tuổi đã đến và hỏi tôi là liệu có Tết Trung Thu vào năm tới không? Các em muốn tham dự rước đèn. Hóa ra tất cả lồng đèn đã được bán hết, mà các cô gái trẻ rất buồn và đã không kịp mua và không thể tham gia. Nhìn những nét ngây thơ trên khuôn mặt háo hức của các em, tôi đã không thể từ chối, và các em hứa sẽ cùng bạn bè và gia đình sẽ tham gia hội Tết Trung Thu năm tới. Đây là một trong nhiều ví dụ tương tự đã thúc đẩy tôi cùng với cộng đồng tiếp tục nỗ lực duy trì truyền thống hội Tết Trung Thu hàng năm. Tôi cũng tham khảo rất nhiều tổ chức, tiếp xúc với những tình nguyện viên
và các nhà cung cấp để có sự tham gia đông đảo của các em học sinh trung học cho những cuộc thi, những tiết mục biểu diễn văn hóa. Tôi rất vui mừng khi thấy nhiều trẻ em tham gia trong hội Tết Trung Thu năm nay và hy vọng rằng hội Tết truyền thống này sẽ được tiếp tục lưu truyền trong nhiều năm tới. Tôi xin chân thành cảm tạ tất cả các thành viên sáng lập, các thành viên của ủy ban, các tình nguyện viên, các nhà tài trợ, các cơ quan truyền thông, các bậc phụ huynh, các em học sinh, các thiếu nhi đóng góp tham gia tình nguyện trong 20 năm để giúp cho hội Tết Trung Thu này được thành công. Tôi xin cảm ơn mẹ của tôi là bà Lê Cao, cũng có mặt trong số những người dự khán hôm nay, và tôi ước mong gửi tất cả những lời cảm ơn đặc biệt trong tất cả thời gian dài dành cho việc tổ chức lễ hội này. Ngoài ra, tôi cũng muốn đặt lời cảm ơn tới anh Phạm Công, người chồng luôn luôn có mặt bên cạnh tôi, xem xét mọi công việc để chắc chắn rằng tất cả mọi thứ đều trong suốt. Xin gửi lời tri ân từ đáy lòng của tôi để cả tất cả quý vị và những người thầm lặng đã giúp tôi trong những công việc không thể nhớ và kể hết. Xin tri ân tất cả những ai đã đóng góp thời gian và giúp đỡ và hỗ trợ cho hội Tết Trung Thu năm 2011. Đây cũng là thời gian tôi muốn được chuyển giao ngọn đuốc này đến thế hệ trẻ để tôi có thời gian dành cho vai trò mới của tôi trong hội đồng quản trị học khu Eastside, trở lại với công việc kinh doanh và nhất là dành thêm thời giờ cho gia đình. Xin cảm ơn tất cả quý vị, kính chúc quý vị may mắn trong hội Tết này. Xin kính chào. All of the children of the entertainment, all the winners of the entertainment contest, gather around the stage and be ready to claim your prize. Cô Hồng Ánh xin mời tất cả các em đã thắng giải trong cuộc thi tài năng entertainment contest. Mời các em đến sân khấu, chúng ta chuẩn bị lên để chào đón quý vị và giới thiệu các em đến với quý vị hiện có mặt nơi đây. Xin mời tất cả entertainment contest winner please come to the stage. Thank you. And we would like to invite Miss Nora Campos on stage, who will say a few words and present a commendation to the organizing committee. Good evening and thank you for allowing me to be here. I was just commenting that my son is having a wonderful time. And this really is about our children. And when Van Lee said she's going to turn it over to our youth, she definitely knows that this festival will be in good hands because they're phenomenal. They may not be pros in the sense with the title, but they definitely are pros. So on behalf of the state of California, I present this resolution to the Children's Moon Festival. And for your 20th year, and hopefully, as it was stated before, that Van Lee will continue to come 25 years, 30 years, and hopefully more years to come. So congratulations, and let's give both of them a round of applause. Sau đây là có một vài bó hoa từ ban tổ chức kính gửi tặng đến bà Nora Campos. Well, before you step down on stage, I asked all the audience, is she look lovely with the Vietnamese dress? Yeah. Well, I'm so proud every time that I see anyone that wear the Vietnamese dress, and especially a non-Vietnamese. I'm so honored to introduce you with the Vietnamese dress, and you take it very, very nicely. And I think it's she looks very lovely, and everyone just give her a round of applause. Yes. I know Patricia Roche Martinez also has the Vietnamese dress. Please give her a round of applause. Beautiful, beautiful. Thank you. Xin cảm ơn bà Nora rất nhiều.
Okay.